nêu cao tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, và để thể hiện tấm lòng từ bi của người con Phật. Nhiều năm qua, đoàn từ thiện chùa Lâm Tỳ Ni tại Boston, Hoa Kỳ luôn tích cực chủ động thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, chung tay làm nhiều việc thiện lành mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc vì cuộc sống cộng đồng. Hôm nay đoàn từ thiện của chùa Lâm Tỳ Ni đã có mặt tại trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định, Bình Dương. Thì cũng như mỗi năm, chùa có một chuyến từ thiện ở Việt Nam, giống như là xây những căn nhà tình thương cho những hoàn cảnh không may mắn. Song hành những cái việc đó thì chùa cũng có một buổi nấu cơm cho hơn 1.000 bệnh nhân tâm thần tại trại này. Thì Nhung Bình vừa tiếp xúc với anh giám đốc của trại mới xong, thì anh nói là mỗi năm thì bệnh nhân vô đây rất là nhiều, từ tất cả các tỉnh thành. Trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định tọa lạc tại ấp Vườn Ươm, xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, cách Sài Gòn khoảng 90 km về hướng Bắc, một địa phương vùng sâu vùng xa. Hiện tại, trung tâm có 220 cán bộ công nhân viên chức đang chăm sóc cho hơn 1.300 bệnh nhân tâm thần ở nhiều mức độ. Do đơn vị có khoảng cách khá xa thành phố, nên ảnh hưởng rất lớn đến việc tiếp nhận từ thiện của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm làm công tác từ thiện. Như một hoạt động không thể thiếu hàng năm của chùa Lâm Tỳ Ni, năm nay đoàn lại tiếp tục chuyến đi thiện nguyện đến trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định để được đóng góp sức mình, xoa dịu nỗi đau về tinh thần cho các bệnh nhân. Và đây cũng là năm thứ ba đoàn đến hỗ trợ trung tâm. Vừa đến nơi, đoàn chúng tôi ai nấy đều nhanh chóng vận chuyển các nguyên vật liệu, thực phẩm đã mua sẵn trước đó đến khu nhà bếp của trung tâm để bắt đầu công việc sơ chế ngay tại đây. Mỗi người một việc, từ khâu sơ chế cắt gọt rau củ, phân chia trái cây cho đến chế biến món ăn. Tất cả đều được mọi người trong đoàn tiến hành một cách kỹ lưỡng nhằm đảm bảo được vệ sinh an toàn cho các bệnh nhân. Phái đoàn của chùa Lâm Tỳ Ni thì đi về đây chỉ có 20 vị thôi. Nhưng mà về đây thì kêu gọi thêm những Phật tử, những phát nguyện viên ở tại Việt Nam nữa. Thì đi tổng cộng lên đây là gần 100 người. Thì trong đó có hơn 20 người là hớt tóc. Thì hớt tóc cho những bệnh nhân này. Thì quý vị biết là 1.300 bệnh nhân thì hớt tóc một lần sao cho nó hết được. Chính vì vậy chúng ta chỉ hớt một vài khoa thôi. Tại vì 1.300 vị này chia ra làm nhiều khoa. Khoa thì còn tỉnh táo, còn biết chút đỉnh. Còn nhiều khoa thì không biết gì hết. Còn có những khoa rất là nặng là cũng không biết mặc đồ, không mặc đồ, mặc đạt gì hết. Cho nên khi mà vào đây chúng ta thấy rất là tội. Số lượng thành viên đông như vậy cũng là một điều thuận lợi cho công tác từ thiện, bởi càng đông người, 1.300 suất ăn sẽ càng được hoàn thiện một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Bên cạnh việc đem lại bữa ăn ngon, đoàn phối hợp với nhóm từ thiện tổ chức buổi cắt tóc cho các bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân như chìm đắm trong thế giới riêng của họ. Ngoài những lúc hung dữ, quậy phá khi lên cơn, lúc bình thường họ hiền lành và lầm lũi. Em tên là Trần Thanh Hảo, em ở Tây Ninh, em ở Tây Ninh, ấp Hòa, xã An Bình, huyện Thành, Tây Ninh. Em ở từ ngày vô trung tâm này được 8 năm rưỡi rồi. Em thấy trung tâm đây mấy thầy thương bệnh nhân lắm, lo từng bữa cơm rồi đi
ly nước thuốc cho bệnh nhân, sức khỏe thứ đồ rất là tốt. Nhưng mà tại vì nhà em không có điều kiện cho em về, chứ nếu mà được về cũng được về lâu rồi. Tiêm cái bệnh nhưng mà em gắng phấn đấu cho em hết bệnh để em chống về xa hòa nhập với xã hội, em sẽ làm người tốt. Tiêm chứng bệnh tâm thần nhưng mà em vẫn đầu óc vẫn khôn, không có làm bậy bạ, không đi làm sao với bậy bạ với ai hết. Em ước ao được trở về mái ấm của mình, mái ấm gia đình của mình, với là hòa hợp xã hội, làm nhiều điều tốt có ích cho xã hội. Dạ, em có lời xin cảm ơn ban giám đốc trung tâm tâm thần tâm lệnh với là mấy thầy y sĩ điều dưỡng hậu lý rồi đã nuôi dưỡng em, cho em có chỗ ăn chỗ ở trên đây, cho dân chỗ ở điều trị bệnh của em và lo ăn bữa cơm ngày cho em. Em mong muốn khi về đời làm hay điều hay hơn nữa, sẽ giúp ích cho có điều kiện nữa, em sẽ làm từ thiện như mấy hoạt động từ thiện giúp ích cho bà anh em bệnh. Em tên Quân, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Anh sống ở đây được bao nhiêu năm rồi? Sống ở đây được 7-8 năm rồi. Anh thấy cuộc sống ở đây như thế nào? Sống ở đây vẫn bình thường, được tốt. Nhưng mà có gặp gỡ phải đầu rồi vui vẻ, hạnh phúc. Vui vẻ, hợp mặt, hạnh phúc, bắt tay làm quen, thân thiện. Mấy anh mấy chú làm việc rất giả quá, xin lỗi tại vì biết ăn hoài nên không dám làm phiền mấy cô mấy chú nữa. Thương lắm, đằng sau những khuôn mặt ngây ngô kia là bao khát khao được khỏe mạnh để sớm về đoàn tụ với gia đình. Họ rất khổ, thiếu thốn về đủ mọi thứ, đặc biệt là về mặt trí tuệ, tâm thức đã rất thiệt thòi. Vui quá hay buồn quá cũng đều dễ bị kích động. Họ không thể tự giữ thăng bằng cho bản thân. Mỗi bệnh nhân đều mang trong mình những mạch đời, những câu chuyện buồn khác nhau. Và hiện thực trong xã hội vẫn có những rào cản khiến cho những người bệnh tâm thần càng dễ đi vào bế tắc của cuộc sống. Người đời cái độc gọi họ là những kẻ điên. Nhưng mấy ai biết được đằng sau đó là chuỗi ngày khổ não, là nỗi đau tột cùng mà họ phải hứng chịu. Bệnh nhân ở đây không chỉ được chăm sóc điều trị bằng thuốc mà còn bằng sự cảm thông, quan tâm, yêu thương của các bác sĩ, các điều dưỡng viên đang ngày đêm thầm lặng làm việc trong không gian đặc biệt này. Sau hơn 2 giờ, với sự cố gắng của quý thầy cùng mọi người thì các món ăn cũng đã hoàn tất. Chúng tôi cùng nhau phân chia thức ăn và chia nhóm để đi đến từng khu phục vụ bữa cơm trưa cho toàn thể bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm. Những phần cơm chay tuy giản dị nhưng ở đó mang rất nhiều tình thương yêu mà đoàn chúng tôi muốn gửi gắm. Và qua đó, chúng tôi còn có cơ hội được trải rộng lòng yêu thương, đồng cảm với người bệnh, bỏ qua sự kỳ thị ngại ngùng e dè vốn có lâu nay giữa một người bình thường khi giao tiếp với người mắc bệnh. Tất cả đã được xóa nhòa bằng sự thấu hiểu và chia sẻ thông qua những việc làm rất đổi đơn giản như thế này. Bên cạnh việc nấu lên một phần cơm ngon, chất lượng dành cho những người bệnh, thì việc giao tiếp chia sẻ với những người bệnh tâm thần thông qua các hoạt động cắt tóc, giao lưu văn nghệ với các bệnh nhân cũng rất cần thiết, vì những hành động quan tâm đó còn được xem là cách chữa trị tốt nhất cho những bệnh nhân.
Trước khi trở về, đoàn đã cùng nhau đảnh lễ Phật và tụng kinh cầu siêu cho các vong linh tại nhà thờ cốt của trung tâm, đem tâm Phật chan hòa vào lòng đời, vào thế giới người đã khuất, với tình thương và lòng ân nghĩa, cầu mong cho các vong linh sớm siêu thoát và sanh về cõi Phật. Cầu Pháp giới chúng sanh, cầu Phật tự gia hộ. Tông tâm tâm thân tân đình Bình Dương, Sài Gòn, Việt Nam, ngưỡng nguyện chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Long Thiên Thiền Thần, chư Tư Phong Hào Quang Gia Hồ, chư Hương Linh Âm Linh Cô Hồ. Nhận thấy dù cõi âm hay cõi dương thì cũng biểu hiện sự sống và mong muốn thoát khổ và tìm vui. Tất cả chúng ta không ngoài thông lệ ấy, từ đó mới thấy rằng Phật Pháp luôn đem lại hương vị giải thoát cho tất cả chúng sinh và mọi loài. Những hành động tuy nhỏ nhưng lại mang một ý nghĩa rất lớn, để từ đó hiểu rằng cuộc sống của mỗi người đều rất đáng trân quý, và chúng ta cần biết nâng niu hơn cuộc sống của chính mình, bởi xung quanh mình vẫn còn nhiều người có hoàn cảnh éo le và khổ đau hơn thế. Chương trình từ thiện hôm nay do chùa Lâm Tỳ Ni tổ chức không nằm ngoài mong muốn giúp cho quý Phật tử có cơ hội được trải nghiệm thực tế gần gũi hơn đến đời sống của những bệnh nhân tâm thần, để hiểu và thấy rằng mình đang là những người may mắn. Từ đó, mỗi người sẽ cảm thông hơn với những khiếm khuyết của người khác, biết quan tâm đến nỗi đau khổ của người khác. Chúng ta sẽ biết tha thứ lỗi lầm, buông bỏ tâm ngã mạn, tự cao tự đại, để tìm thấy cho mình niềm an vui và hạnh phúc trong từng ngày. Hạnh phúc này là có thật khi ta biết chia sẻ, gieo mầm yêu thương mà không đòi hỏi sự nhận về cho bản thân.